Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép sim ghép cho chiếc iPhone nóc nhé. Và cụ thể cái video này của mình là mình thực hiện trên con 7 Plus. Các bạn để ý là nó đang bị cái lỗi là sim không được hỗ trợ này. Vừa mình mới nắp cái sim ghép cộng với cái sim Viettel của mình vào. Đó, và các bạn để ý ở đây nó cũng hiện cái lỗi là không có dịch vụ này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái sim ghép cộng với cái sim Viettel của mình ra nhé. Trước đây thì cái sim ghép này mình vẫn sử dụng được. Khi mà mình thay sim khác vào thì không được, thì bây giờ mình lại phải ghép lại nhé. Đó, các bạn để ý này, đây là cái sim Viettel này. Đó, vừa mình nắp vào. Lần trước thì mình nắp cái sim khác nhé. Lần trước thì mình sử dụng cái sim Villa, và lần này thì mình sử dụng cái sim Viettel lắp vào thì nó đã không nhận sim. Và đây là cái sim ghép này. Đó, mình sẽ bỏ, tạm thời bỏ ra nhé. Và cái việc đầu tiên là các bạn sẽ cập nhật cho mình lên cái phiên bản mới nhất nhá. Mình sẽ vào cài đặt này. Mình vào cài đặt này. Mình vào cài đặt chung nhá. Mình vào cái mục là cập nhật phần mềm này. Đó, các bạn sẽ cập nhật lên cái phiên bản mới nhất cho mình nhá. Và hiện tại cái phiên bản mới nhất này là 14.6. Mình sẽ tải và cài đặt này. Mình sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào này. Rồi mình sẽ chọn là đồng ý này. Chọn đồng ý này. Thực ra cái video này của mình là ghép lại cái sim ghép này nhá. Cái sim ghép này của mình, cái khả năng cao là nó vẫn có thể dùng được lại. Chính vì vậy mà mình sẽ ghép lại. Ok, thì cái quá trình cập nhật này cũng khá là lâu, nên cái đoạn này mình sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ mất thời gian chờ đợi nhé. Thời gian cập nhật này khá là lâu, và hiện tại cái pin của nó chỉ còn 72%. Chính vì vậy mà mình sẽ vừa cập nhật và mình sẽ vừa sạc pin cho nó nhé. Ok, các bạn để ý này, như vậy là khoảng nửa tiếng rồi thì cái quá trình nó đã tải về rồi. Và mình sẽ bấm vào là cài đặt bây giờ này. Đó, các bạn để ý bây giờ là nó chạy cái thanh này này, cái vệt màu trắng này nó sẽ chạy hết cái thanh này nhé. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ mất thời gian chờ đợi nhé. Các bạn để ý nhé, bây giờ thì nó lại tiếp tục nó chạy lại một cái lần này nữa. Và cái lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn cái lần trước nhé. Cái lần trước thì nó chạy khá là lâu. Mình cũng sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Đó, như vậy là nó đã chạy xong cái vệt đó rồi. Và bây giờ thì nó sẽ khởi động lại nhé. Đó, mình sẽ nhập cái mật khẩu vào nhé. Mình chọn là tiếp tục này. Đó, như vậy là cái quá trình cập nhật này của mình cũng mất thời gian khá là lâu. Khoảng một tiếng thì mình mới cập nhật xong cái con iPhone này. Và bây giờ thì mình sẽ chọn đây, chọn chia sẻ với Apple này. Chia sẻ đi, hoặc là không chia sẻ cũng được nhé. Mình chọn bắt đầu này. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại nhé, xem nó lên cái phiên bản mới nhất chưa này. Giới thiệu này. Đó, hiện tại cái phiên bản mới nhất ở cái thời điểm mà mình làm video này là iOS 14.6 nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ thử lắp lại cái sim ghép. Đây, các bạn thử lắp lại cái sim có cả sim ghép vào nhé. Đầu tiên các bạn về cho cái sim ghép này vào này. Đó. Rồi các bạn cho cái sim Viettel của mình vào nhé. Tùy theo các bạn dùng sim gì thì các bạn cứ cho sim của các bạn vào nhé. Còn hiện tại của mình đây là cái sim Viettel. Mình sẽ lắp vào này. Đó, mình coi xem có được hay không nhé. Đó, nó lại bật ra cái màn hình này, yêu cầu kích hoạt này. Mình sẽ chọn bỏ qua này. Đó, mình bấm tiếp tục này. Đó, thì ở đây nó vẫn báo là sim không được hỗ trợ. Bây giờ thì mình sẽ cần phải cập nhật cái mã ICCID mới nhất cho cái sim ghép của mình nhá. Chắc là cái mã ICCID ở trên cái sim ghép này nó đã cũ rồi, nó không dùng được nữa. Mình sẽ cập nhật cái mã mới nhất cho nó nhá. Và trong cái trường hợp này mình sử dụng lại cái sim ghép này, chính vì vậy mà các bạn cần phải một cái máy iPhone quốc tế khác để chúng ta lắp cái sim ghép này vào để chúng ta cập nhật cái mã ICCID nhá. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng cái sim ghép mới, khi mà các bạn lắp cả cái sim ghép mới cộng với cái sim điện thoại mà chúng ta cần ghép vào, mà nó bật lên cái màn hình, có cái màn hình mà nó có cái mục là Edit ICCID, thì các bạn không cần phải iPhone khác nhé. Các bạn thực hiện ngay trên chính iPhone này luôn được. Trường hợp này thì mình phải cần một cái điện thoại quốc tế khác nhé. Mình sẽ lắp cả cái sim Viettel của mình lẫn cái sim ghép này vào một cái máy quốc tế khác.
Đây, các bạn lắp cả cái sim ghép vào nhé, lẫn cái sim điện thoại của các bạn này. Đó, vào một cái máy quốc tế nhé. Rồi các bạn sẽ chờ cho cái sóng mạng của các bạn nó lên. Đó, các bạn để ý chưa? Cái sóng của nó đã lên là Viettel đây rồi. Tùy theo cái sim của các bạn là nhà mạng gì nhé. Ở đây trường hợp của mình là lên Viettel rồi. Các bạn sẽ vào cho mình cái trình duyệt. Ví dụ là mình vào trình duyệt Sapphire đi cũng được này. Các bạn gõ cho mình mã ICC ID mới nhất nhé. Các bạn gõ cho mình như này. Thì nó cũng ra cái trang đầu tiên là phuong tao.com này. Các bạn sẽ vào cho mình cái trang này nhé. Rồi các bạn sẽ chờ cho mình vài giây. Ở đây mình sẽ sử dụng một trong ba cái mã này nhé. Mình sử dụng cái mã thứ hai đi. Mình sẽ bấm vào là chữ còn này. Sau đó mình bấm vào là sao chép mã ICC ID này. Thì đây nó đã báo là đã sao chép rồi này. Rồi các bạn sẽ vào cài đặt cho mình này. Rồi các bạn sẽ vào cho mình là di động này. Các bạn sẽ kéo và tìm cho mình là ứng dụng của sim này. Các bạn để ý là mình vào đây thì cái sim này mình sẽ không dùng được nhá. Mình phải sử dụng một cái sim ghép khác. Mình sẽ lấy một cái sim ghép mới nhá. Sim ghép này mình sẽ vứt đi này. Và mình sẽ lấy một cái sim ghép mới nhá. Và cái sim ghép mới này thì mình sẽ thử lắp vào cái máy lock này xem để nó có bật lên cái màn hình để chúng ta có thể edit cái mã ICC ID không nhá. Nếu mà nó bật lên cái màn hình mà cho phép chúng ta có cái tùy chọn edit ICC ID đấy thì mình sẽ không cần đến cái máy quốc tế nhá. Trước tiên thì mình cũng sẽ lấy cái mã ICC ID nhá. Mình sẽ copy cái mã ICC ID mới đấy. ICC ID mới nhất này. Đó. Các bạn hãy chờ cho mình để mình copy lại cái mã ICC ID. Đó, mình sẽ chọn mã 2 này. Rồi mình sẽ nắp cái sim ghép mới lẫn cái sim mà mình cần ghép vào nhé. Xem cái sim ghép mới này nó có bật lên cái màn hình cho phép chúng ta edit cái mã ICC ID không nhé. Như vậy là cái sim ghép mới này của mình nó không hỗ trợ cho phép chúng ta edit cái mã ICC ID nhé. Chính vì vậy mà mình vẫn phải cần đến cái máy quốc tế, cái máy iPhone quốc tế nhé. Các bạn sẽ chờ cái sóng Viettel nó lên. Nếu các bạn sử dụng sim Villa thì sẽ là sóng Villa nhé. Sử dụng sim Mobi thì sẽ là sóng Mobi nó lên nhé. Và đây thì mình cũng sẽ copy lại cái mã này, cái mã ICC ID này cho chắc nhé. Đó, đã sao chép này. Rồi các bạn sẽ vào cài đặt cho mình này. Vào cho mình là di động này. Vào cho mình cái mục là ứng dụng của sim này. Đó. Các bạn để ý cái sim ghép này nó có cái tùy chọn là Input Activation ICC ID. Đó, nó phải như này. Trong ứng dụng của sim nó phải như này thì chúng ta mới vào được cái mục là Input Activation ICC ID nhé. Cái mục số 3 này. Mình sẽ bấm vào. Đó, đây chính là cái mã cũ của cái sim ghép này. Chính cái mã này không còn sử dụng được nữa. Nên là mình sẽ xóa đi này. Và mình sẽ cập nhật cái mã mới vào này. Mình sẽ dán cái mã mới vào. Đó, cái đuôi 472 này. Và mình sẽ bấm là gửi này. Các bạn chọn cho mình vào dòng số 7 nhá. Là 3G 4G ICC ID mode này. Chọn chấp nhận này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ lắp trở lại cho mình cái sim ghép cộng với cái sim điện thoại này vào cái máy lock này nhá. Đó. Rồi các bạn để ý là cái sóng nó lên rồi này. Mình sẽ bấm là không chia sẻ cũng được. Bắt đầu này. Bỏ qua này. Đó, các bạn sẽ chờ một chút nhé. Nó sẽ kích hoạt cái iPhone này. Bây giờ thì mình sẽ điền cái tài khoản iCloud này vào nhé. Mình sẽ điền cái mật khẩu này. Mình sẽ điền cái mật khẩu của cái tài khoản iCloud này vào nhé. Ok, mình đã điền cái mật khẩu của tài khoản iCloud vào. Và mình sẽ chọn là tiếp này. Ô, mật khẩu không đúng à. Trong trường hợp mà các bạn không nhớ cái mật khẩu của tài khoản iCloud này thì các bạn sẽ mở khóa bằng mật mã nhé. Rồi các bạn sẽ bấm vào cho mình là sử dụng mật mã thiết bị này. Đó. Rồi các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu màn hình vào.
Rồi mình sẽ chọn là không chia sẻ đi. Chọn bắt đầu này. Đó, các bạn để ý này. Như vậy là mình đã ghép được cái sim ghép này rồi. Cái sóng của nhà mạng thì nó cũng đã hiện lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử nghe gọi coi sao. Đây, gọi 900 này. Đã ok rồi nhá. Và mình sẽ thử kiểm tra tài khoản nhá. Đó, cũng ok rồi. Như vậy là mình đã ghép xong cái sim ghép cho chiếc iPhone 7 Plus này rồi. Ok, nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.